Rồi, đây hôm nay có năm đầu xuân năm mới là có hai khách đến mua máy 3493 lát đang có cái gói hỗ trợ. Thứ nhất là hỗ trợ nâng cấp thì nâng cấp RAM 4GB với cả cả cái HDD 500.000 đấy, đã là hỗ trợ rồi, nhưng mà ngoài ra có xuân đầu xuân năm mới có cái lì xì 500.000 thì coi như là gói hỗ trợ đấy coi như là miễn phí luôn. Là RAM của nó 4GB thành nâng cấp thành RAM 8GB miễn phí và lắp thêm cái ổ HDD 500GB. Con này có cái ổ 128 mà SSD NVMe là trong máy rồi. Con này mình đã phun thùng ra rồi, nó có một cái đi bay sẵn ở dưới rồi, mình chỉ cho cái ổ cứng vào là xong. Con này là chip i5 thế hệ thứ 10 nhé, i5 1035G4 đấy. Con này cái CPU nó rất là khỏe đấy, CPU nó khỏe, hay là cái chuẩn ổ cứng nó chạy rất là nhanh. Kiểm tra qua cái bên hình thức xem có vai quẹt có gây dấu vết sử dụng gì chưa. Kiểm tra cái số sơ vít tác, mình bảo cái số này này nó trùng cái số thùng đấy, mốt tìm rồi gì tìm rồi. Số thùng với số trong máy ốt, nhìn số thùng với số trong máy vít máy ốt. Đấy, cái số đấy check ở trên trên website của Dell được. Ra cái cấu hình này. Giống như Spiro này nó thiết kế cái phần đáy máy này, nó thiết kế y xì cái dòng đẳng cấp 5, dòng 5567. Y xì giống như con 5567 nhỏ thôi, thu nhỏ lại. Dưới đáy máy.
dòng đeo này bền. Em mua con đeo 1420 từ cái năm Napoleon đại đế, giờ vẫn dùng tốt. Mỗi tội là nó chậm, dùng mấy cái phần mềm bây giờ không dùng. Đúng rồi, nó do cái tiêu chuẩn của cứng của nó thôi. Chứ còn phần cứng thì tốt. Nếu mà DRAM3 mà chạy OSD thì cũng tạm tạm. Đây nó cũng bằng DRAM4. Con này thì một ông thì sẽ được cắm một thanh 8GB, còn một ông thì dùng hai thanh 4GB. Đấy. Cái Win này nó sẽ chạy trên cái ổ SSD kìa. Đúng rồi. Kia là chỉ lưu trữ thôi. Lưu trữ thôi, mình lắp thêm cái ổ lưu trữ thôi. Lắp xong mình format đi. Máy công ty em là cũng lên hết SSD rồi. Kia nó nhanh, cả máy cày cũng lên SSD hết. Máy cày cũng được. Nó có cái lò xo, chứ lò xo nó đẩy lên. Bao giờ nó có một hai con nó để nó đẩy đẩy nó tạo cái khe để mình lách vào. Đấy, bọn này nó rất là văn minh này. Nó có cái carry bay này, nhưng mà nó có sẵn cho mình cái carry bay, nhưng mà nó có sẵn vít luôn. Cho mình chỉ vừa có cái ổ thôi là lắp vào. Đây, sẵn cáp này, sẵn cái carry bay này và cả vít luôn. Đấy, chờ để cho ông ấy có. Chứ nếu mà không có cáp này là thôi, nó bó tay luôn. Cái bay này có thể chế được. Đấu cáp chờ. Đấy, con này đã tháo ra nâng cấp rồi, tự tin nó có cái này, không có thì không có cái cáp này là thôi xong. Không, từ hôm qua rồi, xong buổi sáng có con G3 nữa. Nhưng mà mình cái chương trình của mình kéo dài một khoảng một tuần, chương trình 500, cái mạng 500 này. Mình riêng cái khoản 500 nâng cấp này đã là ưu đãi rồi. Đã là ưu đãi rồi. Nó thật đấy. Đấy, thằng 4GB thì cho này 8GB, bỏ thằng 4GB. Ngày sau đây là Origin nhá. Đây là dư một thanh 4GB. Đây luôn cho bố một ốc này. Đúng rồi. Có mà. Rồi cái vít này này. Đây. Vừa nói xong. Có bốn ốc luôn. Ốc này kiếm khó đấy. Ốc ốc củ cứng. Nó to. Nó không như cái ốc thường. Tính kiểu gì mọi người cũng phải nâng cấp. Nâng cấp. Cái đất thép thì nó đã làm cho cái đây phải bình thường. Ghi một chắc phết này cũng không sợ nó to cả. Cái ly lông úp xuống em, ly lông nó vào cái mặt này. Ly lông vào mặt đấy. Cái kia xoay được nhưng mà cái ly lông nó vào mặt đấy nó xoay. Ly lông nó bao giờ cũng vào cái mặt có điện.
pin BIOS bây giờ nó thiết kế kiểu này, kiểu nhét như này là tiện này, vì nó không có cái dây. Thì trước nó thiết kế kiểu nó có cái dây xong cái cáp, nếu mà sau pin BIOS nó chết thì nó ai mà đi thiết kế cái cáp được, người ta chỉ mua pin người ta nhét vào đây là xong. Chứ nó không có cái trước nó dài dài dài, nó có cái cáp, cái chân căng nó cắm, nhiều khi phải chế ra nó mới giữ lại cái đấy xong nó hàn. Đấy thì rất là khó cho người sử dụng bình thường, nhưng mà cái này thì không, chỉ mua viên ra ngoài đồng hồ, mua viên pin, hết pin máy hốt lắp vào là xong. Tiếp tục nhé. Mình chưa về cái dòng Natidu gì 7480 nhỉ? À 7480 nhỉ? Không có, 7470 thôi. Có 7280. 7280 và 7470. Natidu. Từ từ em vẫn biết để xem nhận ra được không chứ. Pin này 3 cell thì chắc chỉ được mấy tiếng rồi. Không, cell thì 42W, 42W thì nó lại trung bình thôi, không phải nó bình thường là 60, tầm 60 và 90. Nhưng mà máy này nó tiêu thụ năng lượng ít, chắc được khoảng 4 tiếng. Nhưng mà do mình gần nguồn điện thì mình cứ cắm điện nên đừng dùng pin nhiều thì nó sẽ tuổi thọ của pin nó sẽ kéo dài. Cứ cắm điện thì cũng chẳng sao. Cắm điện một cắm điện liên tục. Khi nào không có điện thì mình mới dùng pin. Nếu mà mình một tháng mình xả ra một lần, xả hết một lần. Xả như thế người ta có sạc bảo dưỡng, tháng nào sạc bảo dưỡng một lần. Ngày trước nó thằng Lenovo nó có phần mềm, nó có sạc bảo dưỡng ngay ở trên phần mềm của nó. Thế nên cứ mình đang hoặc dù mình đang cắm điện nhưng nó vẫn xả, nó xả nó hết sau đó nó tự xả. Có phần mềm đấy. Thì người họ không biết thì họ chỉ cần bấm một phát thôi là tự động nó, máy nó tự động nó automatic nó làm. Bây giờ nó không có hướng dẫn, không có ý cả, nhiều người không biết để lâu thì nó sẽ bị chai. Maintenance đấy, bảo dưỡng. BIOS của nó cái thế hệ mới đấy, nhìn trong nó sẽ có i5 thế hệ 10 này, Maximum này. Con này nó 4 nhân nhé, i5 4 nhân, 4 loại 8 luồng này. RAM 8GB đấy có rồi này. Nhận RAM 2GB luôn này. Processor memory ổ cứng trong này chỉ có ổ cứng trong đó vào bên trong ổ cứng vào trong những cái chế độ khác đấy nhỉ. Anh vào boot rồi cứ vào đi. Anh chia ổ luôn chứ em ạ. 128 không nên chia. Mình à, chia ổ 500 kia thì chia thôi. Chia ổ 500. Ừ. Bạn đã chat ở trên trên fanpage rồi đúng không?
to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. 2019, thế thứ 10. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on Narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to the United States. Không bằng phím số. Is that right? Yes. Your keyboard is set to US. Want to stick with that? Yes. Do you also type with another keyboard layout? Now let's get you connected to a network. Just so you know. Next up, the type what you want to name your account. Okay, now type a password for your account. Windows can save your spot in apps. Hey, look, that's me. These are the settings Microsoft recommends. Go ahead and review them and select accept when you're ready. Máy trước của anh nhỉ? Đây, máy trước đây. Nhìn trông như thế hệ cũ biết ngay, nhìn trông máy dày. Nồi đồng cối đá. Nồi đồng cối đá, rất là... Your device manufacturer would like your contact info to send you updates and such. Đúng rồi. Thiết kế cần cứng thì không làm sao cả. Kể cả cái XPS ngày xưa, XPS 12 con này ngày xưa em mua tận 15 triệu. Nó cũng dày như này, nó cũng màu như này, cũng to dày như này. Cái vỏ thì nó chất nhựa, nó y xì như này. Dòng ngày xưa màn hình gương này. Cái màn này, cái loại này chắc không sợ xước xiếc gì đâu nhỉ. Nhựa. Ngày xưa mua xịn cái thời điểm đấy, mua đến 15 triệu. 15 triệu, nó hồi đấy vàng mấy trăm nghìn. 15 triệu. Mua năm 2009. 2019 thì đô tầm khoảng 15. Tức là khoảng 1.000 đô. Vâng. Tương đương với đấy khoảng 2-3 triệu. Mua 23 nghìn mà. Ừ. Em đang dẫn đi mua thẳng mà gần 20 con em. Cái con đấy, xịn hơn con anh. Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. Cái này là đắt hơn cái dòng ngày trước Latitude thì nó bây giờ nó phân cấp nó khác. Ngày trước Latitude dòng C cũng rất là rẻ. Inspiron này còn nhưng mà nó em muốn hỏi Inspiron này cái này là nó mới lại Latitude mới mấy cái kia nó chia này, đây là định dạng định hướng người sử dụng không phải. Tức là cái thằng này là dòng home chứ không phải là cấp thì đây có viết không biết từ đâu ra này giờ có cái dòng home đây này, con này dòng home thì nó không có cổng đóc có một cái chưa con này dòng home nó không có cổng đóc còn kia mà lập đi đây nó có cổng đóc nó chỉ thế thôi dòng kia dòng quốc chứ không phải là phân cấp nó cao hay thấp nhiều người nhầm là nó không phải cao thấp cái dòng home cho cá nhân dùng không là từ con không... của anh ra con của anh ạ đấy ốc dài hơn mà cái ốc này nó cũ. Tí nữa xin lại. Đấy, cái này thì nó là cho dòng home chứ là ông không kết nối với cả cơ quan ông người dùng bản thân đa số mình là dùng home. Vâng. Bọn nghĩ là nó có phần mềm nó kết nối với cả đồng nghiệp thì nó dùng cái network kết nối cổng đắp này. Đây cũng là dòng home này. Ai ở ngoài rất là đắt. Nhưng cũng cô... không cổng đắp nhưng mà cái này bọn này nó làm việc nó bọn Mỹ nó làm việc có cổng đắp này. Nó đến cơ quan nó đặt một phát là kết nối với cả đồng nghiệp. Anh ra tên máy đúng không? Chứ đây Pháp. Tôi nhà tôi không kết nối với ai cả. Đây là kết nối với cả đồng nghiệp. Roma. Dòng quốc. Cái phát wifi nhà mình. Hà Nội đáp bên kia viết thiền. Thôi có kính nâng cấp mà đã xong thì chỉ cắm thêm thôi, cắm thêm RAM, cắm thêm cái ổ HDD 500GB thôi. Quay này xong rồi vặn vít vào là xong. Cái máy bung win đây. Con thế hệ thứ 10 chip chạy cực kỳ khủng luôn. Con này là hơn i7 của thế hệ đầu 7 luôn. Con này 4 lõi 8 luồng i5 thế hệ thứ 10 đến i5 thế hệ thứ 8 đầu 8. Đầu 8 nó đã hơn cái con i7 rồi. Nó là 4 lõi 8 luồng thì con này i10 thế hệ thứ 10 thì còn khủng nữa. Rồi, xin cảm ơn.